Hello, xin chào tất cả quý anh chị. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh đầu tư nghiêm túc, ông Tài Vlog. Cuối phiên ngày hôm nay, thị trường chứng kiến một cái pha mở biên rơi rất là mạnh mẽ và quyết liệt, khiến cho thị trường này bắt đầu xuất hiện những cái pha điều chỉnh. Và hôm nay, đóng phiên thị trường giảm điểm với một cái thanh khoản rất là lớn. Vậy thì hôm nay, em sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái quan điểm về mở biên rơi của thị trường ở thời điểm hiện tại và cái chiến lược trong cái tuần này cho giúp cho anh chị hình dung được mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ. Nên là mọi người hãy theo dõi thật là kỹ cái video này anh chị nhé. Đầu tiên là em sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cái thị trường chung thời điểm hiện tại. Thì nói đi nói lại em phân tích rất nhiều rồi, thị trường này đang trong một cái giai đoạn uptrend, và trong một cái giai đoạn uptrend thì chắc chắn không phải lúc nào chúng ta cũng có thể né được những cái nhịp điều chỉnh, và cũng chả có cái thị trường nào mà đi lên mãi mãi mà nó không chỉnh. Do đó trong cái bối cảnh khi mà thị trường nó vượt một cái mốc rất quan trọng, đó chính là vượt cái mốc 1.200 đây này, thì thị trường nó xuất hiện một cái gap mà trong cái video ngày hôm qua, trong cái buổi livestream ngày hôm qua em nói là gần như cái gap này chắc chắn gần như nó sẽ lấp. Bởi vì đơn giản vì sao vậy cả nhà? Bởi vì thứ nhất là cái gap ở dưới đây em kêu là nó quá khó để lấp. Bởi vì lúc này cái gap thị trường nó đi lên, nó mở những cái gap ra, đó là những cái gap sức mạnh khi mà chân sóng của một cái thị trường nó được hình thành. Còn ở trên đây nè, khi thị trường nó mở một cái gap ở một cái vùng kháng cự rất là lớn, đó chính là 1.200 á, thì cái vùng này nó không đến từ những cái cổ phiếu vào trên xu hướng, mà nó đa phần nó đến từ cái việc mà kéo những cái cổ phiếu chung làm cho cái thị trường nó FOMO. Do đó cái việc mà thị trường lấp gap gần như là chắc chắn nó sẽ xảy ra trong cái video ngày hôm qua. Do đó trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là buổi sáng á, là em đã cho hệ thống cũng như là cho những cái nhà đầu tư trong cái room cộng đồng ông Tài Vlog á, hạ hết những cái vị thế phía trên, những cái vị thế nào mà chưa có lãi, đặc biệt là những cái vị thế sử dụng margin. Đây là một trong những cái chiến lược đánh margin rất quan trọng của hệ thống ông Tài Vlog. Bởi vì hệ thống ông Tài Vlog, đối với những cái nhà đầu tư lần đầu tiên xem kênh á, thì em xin giới thiệu luôn, đây là hệ thống về tìm kiếm và đánh sóng ngành trên thị trường chứng khoán. Nghĩa là chúng ta luôn tìm kiếm những cái ngành leader trên thị trường và đánh all in vào đó. Và khi mà đánh all in vào một cái ngành leader thì chúng ta sẽ bắt đầu chiến lược, đó chính là nắm giữ cho đến hết một cái chu kỳ sóng. Và trong cái bối cảnh giai đoạn vừa rồi thì chúng ta đã bắt đầu đánh vào dòng chứng khoán trước khi thị trường lên đâu đó khoảng 2 tháng. Ví dụ như ở vùng này là bắt đầu đánh vào dòng chứng khoán rồi chị. Và dòng chứng khoán từ đó tới thời điểm hiện tại nó đi lên từ 60 đến 100% rồi. Nó tạo ra một cái tỷ suất sinh lãi cực kỳ lớn trên thị trường. Và trong những cái bối cảnh này thì chắc chắn rồi, hệ thống đã nhận định được có một cái sóng ngành, và cái sóng ngành đó là sóng ngành leader trên thị trường. Nên là chúng ta chọn cái phương án đó chính là đánh all in full machine vào ở những cái chu kỳ này, rồi bắt đầu nắm giữ qua những cái giai đoạn này. Tuy nhiên khi thị trường đi lên và cái việc mà anh chị nắm giữ nó sẽ nở ra một cái khoản tiền rất lớn, và cái khoản tiền đó sẽ là cái khoản tiền phục vụ cho quý anh chị trading ở trading ngắn hạn, hoặc là tìm kiếm những cái cơ hội mới trong cái vùng phía trên này. Do đó cái chiến lược sử dụng margin là một cái chiến lược mà em nhắc đi nhắc lại cho quý anh chị rất nhiều lần rồi. Bởi vì nếu anh chị sử dụng không đúng margin thì cái margin này chính là cái con dao hai lưỡi, nó khiến cho nhà đầu tư cháy tài khoản. Gần như không ai mất tiền trong một uptrend đâu cả nhà. Nhưng khi thị trường chung đảo chiều, bởi vì đa phần nhà đầu tư bị kẹp lượng margin thì mới khiến cho anh chị mất rất nhiều tiền. Nên là cái chiến lược margin mà hệ thống sử dụng nó đến từ cái việc mà thống kê rất là nhiều trong cái quá trình thực chiến của ông Tài Vlog, và từ đó chúng ta đưa ra một cái chiến lược rất phù hợp để làm sao chúng ta có thể có khả năng bán được những cái lượng margin trước khi những cái sự rung lắc rất lớn của cổ phiếu và thị trường nó xảy ra. Mọi người nhớ nha, chúng ta chỉ bán margin thôi, còn tiền thịt nắm giữ đối với những cái cổ phiếu dẫn dắt, đối với những cái ngành dẫn dắt lúc nào nó sẽ ở dưới đây đấy, lúc nào phải dưới đây, có nghĩa là chúng ta sẽ không bán những cái cổ phiếu có vị thế tốt đấy. Ví dụ như là hôm nay có những cái cổ phiếu như VCG này, chúng ta có bán hay không? Câu trả lời là không. Với những cái vị thế phía dưới này, dù thị trường nó cứ đi lên nhưng chúng ta sẽ không bán những cái cổ phiếu mạnh như thế này, và chúng ta là phương pháp nắm giữ, mọi người lưu ý. Nhưng khi sử dụng margin như vậy thì anh chị sẽ thấy một cái vấn đề như sau này. Thứ nhất là gì? Nó sẽ giúp cho anh chị bình yên trong tâm hồn. Bình yên trong tâm hồn ở đây là gì? Là khi mà mọi người có khả năng chốt lại được margin, giống như cái cách mà sáng nay khi thị trường kéo lên FOMO thì em kêu cho cả hệ thống cũng như là hệ thống cộng đồng hoặc là khách hàng học viên á, rà soát cơ cấu lại danh mục, bán đi những cái cổ phiếu mà chưa tăng giá. Đã chưa tăng giá trong danh mục nha anh chị, hoặc là chưa tăng giá thực sự, có nghĩa là cái vị thế của anh chị nó bị sai. Và đặc biệt nếu anh chị nào sử dụng margin thì quan điểm là gì? Nên cắt cái lượng margin ra để tạo ra cái sự bình yên trong tâm hồn.
Bình yên ở đây có nghĩa là khi thị trường chung giảm điểm, nó có điều chỉnh đi chăng nữa thì anh chị đã luôn chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giống như hệ thống thời điểm hiện tại này, đang ôm tiền thịt, đang đánh full, đang đánh từ phía dưới ra đi lên. Tỷ suất lợi nhuận nó tạo ra một cái khoảng biên lợi nhuận đủ lớn để anh chị có thể chấp những cái đợt điều chỉnh của thị trường. Nhưng mà khi lên trên đây này, anh chị ôm cái lượng margin á và mọi người đã bán cái được lượng margin rồi thì dù thị trường nó có điều chỉnh tới đâu, mình luôn sẵn sàng một cái tư thế là gì? À, mày cứ chỉnh đi, mày cứ chỉnh thoải mái đi. Khi nào mày chỉnh xong tao full margin với mày. Đấy, tao full margin với mày. Và đó là một cái chiến lược giúp cho anh chị sẽ không thua về cái yếu tố margin nữa. Nên là nếu trong cái phiên hôm nay anh chị nào mà bán được cái margin theo cái tư vấn của hệ thống ông Tài Vlog á, thì mọi người có thể comment phía dưới để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Đấy. Đó là yếu tố thứ nhất. Bây giờ em sẽ đi phân tích chi tiết về các vấn đề trên thị trường cho mọi người nhìn nhận coi liệu thị trường này kết thúc chu kỳ hay chưa. Đấy, đầu tiên em sẽ chia sẻ về cái chỉ số thị trường chung. Thị trường thì lúc nào đi lên nó sẽ tạo ra những cái cú rung lắc. Hôm nay là như vậy. Tuy nhiên cái cú rung lắc ngày hôm nay nó không đến từ một cái nhịp điều chỉnh thông thường. Nó không phải là những cái phiên điều chỉnh như ở đây. Nó không phải là những cái phiên điều chỉnh như ở đây. Đấy, mà nó là những cái phiên điều chỉnh như thế này nè anh chị. Gọi là những cái phiên có yếu tố mở biên rơi trong phiên. Nếu mà mọi người quan sát kỹ, nó đâu đó khoảng trước cái giờ ATC khoảng 50 phút gì đấy, thị trường chúng ta nó có một cái lực bán tháo rất là mạnh, khiến cho đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó giảm mạnh. Vậy thì chúng ta hiểu về cái mở biên rơi này như thế nào cả nhà. Đấy, em lấy cho anh chị cái mở biên rơi này, mọi người hình dung rất là kỹ nè. VN Index này, đây là cái chart 5 phút, 10 phút của thị trường đấy ha, cho mọi người dễ quan sát. Khi mà trong vòng 10 phút thôi, một cái thị trường này nó bị bán tháo một cái lực bán đâu đó khoảng 7 điểm. Mạnh, rất là mạnh, nó rơi khoảng 7 điểm với một cái khối lượng rất lớn, nghĩa là nó gọi là mở biên rơi. Và đây gọi là một cái lượng cung thực tế nó trào ra khỏi cái thị trường. Và khi thị trường nó xuất hiện lượng cung thực tế trào ra như vậy nè, thì một cái lời khuyên rất chân thành của em, thì đối với những cái nhà đầu tư cắt margin rồi, chúng ta không vội vàng đối với cái thị trường này. Không vội vàng ở đây có nghĩa là gì? Để vào lại margin thì chắc chắn sau những cái nhịp giảm điểm khối lượng lớn và đột ngột như thế này, thì chắc chắn thị trường chúng ta nó sẽ xảy ra những cái phiên test đỉnh, phiên test kiểm tra cung cầu trước khi lên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là như thế này nè, nếu mà những cái phiên điều chỉnh thông thường á thì thị trường nó thể kéo lên. Những cái phiên điều chỉnh thông thường thị trường nó thể kéo lên, điều chỉnh thông thường nó kéo lên, điều chỉnh thông thường nó kéo thấp lên. Nhưng mà đối với những cái phiên mở biên rơi, nó sẽ hồi lên rồi nó test cung test cầu lại. Mọi người nhớ, sau những cái lần test cung test cầu kỳ khối lượng này thì cái thị trường chúng ta mới bắt đầu lên tiếp được. Và em khẳng định với quý anh chị luôn, giai đoạn hiện tại không phải là nơi kết thúc của một cái thị trường uptrend, mà nó chỉ là gì? Chỉ là những cái nhịp rung lắc điều chỉnh rất là thông thường. Nhưng đối với một cái thị trường mở biên rơi, anh chị không được coi thường nó. Đôi khi giả sử nha, ngày mai thị trường nó săn điểm, nó kéo ngược trở lại, mọi người sẽ vội vàng đánh all in vào. Chưa chắc đâu cả nhà. Bởi vì một cái thị trường mở biên rơi nó phục hồi chưa chắc đó là gì? Hoa nở lại nở mùa xuân. Không phải. Mà sao? Mà nó cần phải có cái cách kiểm tra cung cầu, cái cách test của nó, để mọi người sẽ nhìn thật là kỹ coi nó đã kiểm tra cung cầu xong chưa, test xong chưa nó mới lên. Bởi vì khi thị trường mở biên rơi, nó là một cái lực cung lớn trào ra khỏi thị trường. Mọi người đừng coi thường nó, anh chị nhá. Nó giống như ở đây này, em chỉ cho nhà đầu tư này. Cái phiên là khi thị trường chúng ta mở biên rơi, đây là phiên ngày nhiều, ngày 26 tháng 6. Mặc dù biết là nó còn lên nữa, nhưng mà chúng ta biết, để chúng ta biết là vận động của thị trường nó cần những cái yếu tố gì để mình quan sát. Mọi người nhớ, để mình quan sát cũng như là chọn cổ phiếu. Khi nãy là ngày nhiêu ta? Đây nè, đây là ngày bao nhiêu? Ngày 26 tháng 6. Thì cái ngày 26 tháng 6 nó hình như là đây nè. Đây nè, 26 tháng 6. Cái hôm mà thị trường mở biên rơi đó là phiên buổi sáng, khi mà cái họ nhà EDC á, EDC họ APAC nó bị giảm sàn liên tục. Thì mọi người nhìn này, khi mà thị trường chúng ta mở biên rơi như thế này, nó phục hồi nhanh chóng, thì nó sẽ bắt đầu gì? Sau đó nó sẽ test lại rất là sâu, test lại rất là phủ phàng trước khi kỳ khối lượng đi lên. Mọi người nhớ giúp em cái kỹ thuật đó để mọi người định giác được là cái thị trường nó mở biên rơi nó không hề đơn giản như cái việc là khi mở biên rơi nó có thể phục hồi ngay và lúc đó chúng ta có thể đánh chén ngay. Em sẽ lấy ví dụ cho quý anh chị về rất nhiều những cái phiên mở biên rơi trong quá khứ mà mọi người cần quan sát trong một cái thị trường uptrend. Ví dụ đây là một cái phiên mở biên rơi này cả nhà. Đây này, ví dụ đây là một cái phiên mở biên rơi trong một cái thị trường uptrend này. Và khi mà thị trường chúng ta bị mở biên rơi, nếu mà mọi người mở cái chặt phúc ra, mọi người sẽ thấy cái lực bán nó đến từ ATC rất là mạnh, em còn nhớ mà. Thì thường á, nhỏ lẻ sẽ bắt đầu vội vàng mua lại những cái phiên này ngay. Nhưng mà không, anh chị nhớ, khi thị trường bị mở biên rơi nó sẽ test lại. Khi mà nó test lại thành công kịp về khối lượng thì bắt đầu thị trường nó sẽ vào tiếp nhịp đánh tiếp theo. Đấy, gọi là vào nhịp đánh tiếp theo. Còn ở đây nó cũng tương tự này.
Đây là cái phiên mở biên rơi rất quan trọng của thị trường, khi mà các cổ phiếu dòng leader, các cổ phiếu dòng dòng banh, dòng chứng khoán nó rơi rất là mạnh, đúng không? Thì sau đó thị trường của chúng ta phục hồi lên và test lại. Nhớ nha, test lại trước khi bắt đầu nhịp số 2. Có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ chờ nó test như thế nào. Nếu mà nó test thành công thì sao? Thì nó sẽ lên tiếp. Còn nếu nó test thất bại thì nó sẽ rơi một cái nhịp mạnh. Nó giống như thế này nè cả nhà. Nó giống như ở đây nó xuất hiện một cái phiên mở biên rơi này, nhưng mà nó không test thành công, nó sẽ rơi ở nhịp sau. Nên là những cái nhà đầu tư thấy những cái thị trường này nó phục hồi đây này mà lao vào ngay á thì phải cẩn thận và phải lựa chọn thật là kỹ. Và em cũng nói luôn với quý anh chị, đây là một cái thị trường uptrend và cơ hội nó rất là nhiều. Và trong nguyên lý của một cái thị trường uptrend thì em chia sẻ cho anh chị một cái nguyên lý rất là hay, đó chính là gì? Là thị trường lúc nào nó cũng sẽ đi lên và sẽ xảy ra những cái nhịp chỉnh. Và sau những cái nhịp điều chỉnh thì có đến 90% những cái siêu cổ phiếu nó xuất phát. Nhớ nha, 90 chứ không phải 80 đâu cả nhà. Đấy, em lấy ví dụ cho anh chị nè. Khi thị trường ở đây này, trong một uptrend này, nó điều chỉnh thì gần như toàn bộ thị trường nó xuất phát những con sóng rất là mạnh. Ví dụ thời điểm đó em đánh con TCM này cả nhà. Đấy, TCM nó bắt đầu nó xuất phát ở những cái điểm này này, rất là kinh, đúng không? Gọi là giá đang chạy nước rút. Hay thời điểm đó là có những con như CTR này. Đấy, sau thị trường chung điều chỉnh, những cái cổ phiếu này bắt đầu bước vào giai đoạn chạy nước rút. Hay là những cái cổ phiếu như là DGW này. Khi thị trường chung điều chỉnh thì những cái cổ phiếu này là cổ phiếu xuất phát chạy đầu tiên. Đấy, hay là những cái cổ phiếu như là VND đi chẳng hạn. Thì khi thị trường chung điều chỉnh thì những cái cổ phiếu này nó xuất phát một cái chu kỳ mới. Thì lúc này chúng ta hiểu được rằng cái vấn đề gì? 90% những cái siêu cổ phiếu trên thị trường nó xuất phát khi thị trường chung điều chỉnh. Đấy, đó là cái nguyên lý mà hệ thống ông Tàng Vlog đã nghiên cứu rất là lâu để đưa ra cho anh chị một cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn ở đây là gì? Là ví dụ như là hệ thống của em á, em dạy em đào tạo học viên về bốn dấu hiệu của thị trường chung điều chỉnh. Khi mà thị trường chung của chúng ta nó xuất hiện những cái dấu hiệu của thị trường chung điều chỉnh á, thì chúng ta có quyền gì? Bán chốt hạ cái lượng margin ra. Bán chốt hạ cái lượng margin ra để làm gì cả nhà? Để mình biết rằng gì? Thị trường có dấu hiệu điều chỉnh, nó bị mở biên rơi, nghĩa là nó xác nhận cái cú điều chỉnh. Và khi nó điều chỉnh xong thì 90% các siêu cổ phiếu nó sẽ xuất phát. Vậy tại sao? Vậy thì chúng ta có phải là đang rất chủ động không anh chị? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Là có trong một uptrend mà có nhiều các cổ phiếu nó có khả năng đi ngược thị trường. Nên là gì? Nên là chúng ta không nên bán để cầm tiền. Yếu tố thứ hai là chúng ta bán được margin và chờ đợi những cái siêu cổ phiếu nó xuất phát trong nhịp số 2. Và cái lượng margin đó nó giúp cho anh chị là gì? Cơ cấu danh mục dần sang. Giả sử là cả nhà, giả sử như ở đây anh chị ôm full margin mà chưa chắc cái tài khoản của anh chị đã ôm được những cái siêu cổ phiếu trong giai đoạn tiếp theo, thì khi thị trường chung rơi xuống thì mọi người nhớ giúp em một cái nguyên tắc: những cái cổ phiếu hàng đầu lúc nào nó cũng sẽ đi lên đầu tiên ở trong cái nhịp tăng này. Những cái cổ phiếu mạnh nhất lúc nào nó cũng đi lên đầu tiên và nó kéo cái thị trường nó tăng ở nhịp này. Nhưng mà nếu mà anh chị bị kẹp full margin ở đây thì mọi người làm sao mua được những cái thằng mạnh nhất ở đây? Tất nhiên là không mua được rồi. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì cái lúc đó khi mà thị trường rơi này, các cổ phiếu của anh chị nếu không phải là cái cổ phiếu mạnh nhất trong giai đoạn tiếp theo thì sao? Thì nó sẽ điều chỉnh mạnh và nó sẽ lên sau. Và khi lên sau như vậy mà anh chị bán ra, bán cái lượng margin mà cắt lỗ ở đây nè, rồi bắt đầu mua vào những cái cổ phiếu mạnh nhất á, thì lúc đó mọi người bị gì? Bị lỗ một khoản rất là nặng. Mọi người có hình dung được cái tư duy đó không? Đấy, cái tư duy đó rất là hay. Và đó là cái lý do mà tại sao á, anh chị cầm một cái lượng margin. Khi thị trường chung điều chỉnh xuống, mọi người cầm cái lượng đó, mọi người đi rà soát trên thị trường xem cái cổ phiếu nào là siêu cổ phiếu, thì bắt đầu mọi người giải ngân từng phần vào. Rồi sau đó mọi người sẽ cơ cấu danh mục của anh chị đang ôm ở những cái mã cổ phiếu này, nếu thấy hiệu quả ở siêu cổ phiếu đó thì bắt đầu cơ cấu dần. Và khi cơ cấu dần như vậy, anh chị đã có một cái vị thế của lượng margin ở đây rồi, đúng không cả nhà? Em lấy ví dụ cho anh chị về cái chu kỳ trước nè. Giả sử như chu kỳ trước của thị trường nè, ở đây nè, giả sử như cái nhịp điều chỉnh này của thị trường nha, mọi người bán lượng margin ra, rồi sau khi thị trường chung điều chỉnh, những cái siêu cổ phiếu xuất hiện, giả sử thời điểm đó con DGW nó bắt đầu nó xuất hiện đầu tiên nè, thì mọi người phải làm gì? Mọi người phải bắt đầu giải ngân vào cái cổ phiếu này đầu tiên bằng lượng margin, đúng không? Sau đó giả sử như tài khoản của chị ôm những cái cổ phiếu cứt gà đi thì sao? Thì lúc đó những cái cổ phiếu cứt gà nó chưa lên thì những cái cổ phiếu này nó đã lên trước rồi. Vậy thì anh chị đánh margin mua một cái lượng hàng ở đây, sau đó gì? Sau đó chờ những cái cổ phiếu cứt gà của chị phục hồi, anh chị bán những cái cổ phiếu đó, cơ cấu ra mua ở những cái điểm này. Có nghĩa là gì? Anh chị có cái vị thế và cơ cấu được danh mục rất là tốt. Và bài toán về đầu cơ đó chính là bài toán về cơ cấu danh mục, bài toán về cơ cấu tiền. Và đó là nguyên lý của những cái nhà đầu tư liên quan đến đầu cơ. Anh chị mà nào mà đầu cơ mà không hiểu nguyên lý là lúc nào anh chị phải trừ một cái lượng tiền để mọi người cơ cấu và để phòng ngừa những cái rủi ro ngắn hạn xảy ra,
thì mọi người chắc chắn sẽ không tạo ra cái sự hiệu quả trong cái tài khoản của nhà đầu tư đâu. Nên là mọi người phải nhớ cho mình cái nguyên lý margin nó rất là quan trọng. Mà em thấy đa phần trên thị trường thì sao, coi thường nó. Quan điểm của em rất đơn giản như thế nào. Cái đầu tiên, cái cấp độ đầu tiên của nhà đầu tư đó, đó chính là khi vào thị trường thì hỏi một câu thôi: cơ hội là gì, bây giờ mua con nào được, đúng không, con này cái điểm này mua được hay không. Chỉ hỏi duy nhất về cái vấn đề điểm mua, tìm những cái cơ hội để giải ngân trên thị trường. Đó là cái cấp độ đầu tiên và là cấp độ thấp nhất của một cái nhà đầu tư. Nếu mà anh chị ở thời điểm hiện tại mà anh chị vẫn còn chỉ quan tâm đến cái việc mua cổ phiếu nào á, thì mọi người biết mình đang ở đâu, có nghĩa là mình đang ở cấp độ thấp nhất trong cái quá trình bắt đầu vào cái thị trường chứng khoán. Cái cấp độ thứ hai đó chính là cái cấp độ về gì anh chị, cấp độ thứ hai đó chính là cái cấp độ về điểm bán. Có nghĩa là sau khi anh chị gọi là nhường nhịn về điểm mua rồi, và khi mà anh chị nhường nhịn về điểm mua thì em khẳng định với quý anh chị, mọi người sẽ bắt đầu sinh ra lãi. Và khi sinh ra lãi thì cái thắc mắc, quan điểm thứ hai của nhà đầu tư, cái mà gọi là cái thắc mắc trong lòng của nhà đầu tư đó là gì, khi nào bán chốt lại đây. Nên là trong cái giai đoạn vừa rồi á, khi mà em hướng dẫn cho hệ thống đánh on in dòng chứng khoán này nè, nó sinh ra một cái khoản lãi cực kỳ lớn ở trên đây, thì gần như cái câu hỏi duy nhất của hệ thống đó chính là khi nào bán chốt lại đây thầy đấy. Nhưng mà ở những cái giai đoạn gần đây thì anh chị thấy đa phần lên chỉ hỏi là có mua được hay không. Nên là cái vấn đề của mỗi cấp độ nhà đầu tư sẽ có một cái mối quan tâm riêng, và khi anh chị đang quan tâm đến cái vấn đề điểm bán thì vẫn chưa thành công đâu. Và tiếp theo á, sau khi anh chị mua được rồi, bán được rồi, mọi người sẽ quan tâm đến một thứ rất là quan trọng, đó chính là mình phải đi vốn như thế nào. Đi vốn như thế nào, nó giống như cái cách mà em hướng dẫn cả hệ thống của em á, rút tiền ở giai đoạn thị trường downtrend cho tới cái sóng ngắn đánh non hình trở lại. Mọi người có hình dung được không? Nhưng mà anh chị thử nhớ lại cái quá trình đó, đặc biệt là những cái anh chị học viên khách hàng coi, khi mà em nói những câu đó thì bao nhiêu người làm được điều đó, hay chỉ quan tâm đến cái việc có cơ hội gì hay không. Bao nhiêu người rút được hết tiền ra để đánh 10% tài sản trong quá trình downtrend của thị trường và đánh all in được ở những cái vùng này, gần như không có đâu cả nhà, gần như rất là ít. Và khi mà chúng ta hiểu được cái cấp độ đó, mình sẽ biết mình đang ở đâu. Và sau cái cấp độ về đi vốn đó sẽ là cái cấp độ về gì, về sử dụng margin. Đấy, về sử dụng margin đơn giản là gì, đơn giản là sau khi mình biết mua nè, mình biết bán nè, mình biết đi vốn, thì bây giờ mình phải sử dụng đòn bẩy tài chính để mình tăng cái hiệu suất đầu tư của mình lên. Và cái bài toán của margin là cái bài toán cuối cùng của một cái nhà đầu tư trưởng thành, một cái nhà đầu tư mà thực sự kiếm được tiền người ta quan tâm. Giống như bản thân ông Toàn Vlog, em quan tâm rất rất nhiều đến cái yếu tố về margin đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề trên thị trường, mọi người thấy cái gì, nhà đầu tư thời điểm hiện tại em thấy gần như ai cũng full margin, ai cũng đánh margin, nhưng bản chất của họ chưa thuần thục về mua, chưa thuần thục về bán, chưa thuần thục về đi vốn, cũng lao vào đấu đánh margin. Đó chính là nguyên do trực tiếp dẫn đến 95% thua lỗ trên thị trường. Và mọi người, khi mà em phân chia các cấp độ như vậy, anh chị có thể ướm vào cái quá trình đầu tư của mình để nhận diện xem mình, bản thân cá nhân mình đang ở đâu trong một cái con đường phát triển sự nghiệp, trong kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, để mình bắt đầu cố gắng phát triển. Ví dụ như là bây giờ mình chưa biết mua thì mình phải cố gắng mình nghiên cứu để hoàn thành cấp độ mua. Sau khi mình biết mua rồi thì mình cố gắng hoàn thành cấp độ bán. Sau đây hoàn thành cấp độ bán rồi, hãy cố gắng đi vốn cho tốt, và sau khi đi vốn rồi mới sử dụng margin. Đấy, chứ đừng có biết mua là lúc nào on in full margin, không đúng đâu. Bởi vì sao cả nhà? Bởi vì chu kỳ trước nè, khi mà F0 người ta tham gia thị trường rất là nhiều, và gần như em nói thật với quý anh chị là chắc là chỉ có 0,1% F0 là rút được khỏi tiền khỏi thị trường thôi, còn gần như là 99,9% là cháy tài khoản ở trong cái chu kỳ vừa rồi. Bởi vì bản thân là họ, thứ nhất là full margin. Mọi người có biết là ở những cái vùng đỉnh như thế này nè, những vùng đỉnh như thế này nè, cái lượng margin ở các công ty chứng khoán gần như căng cứng hết. Vậy ai là người sử dụng? Nhỏ lẻ đó anh chị. Và thường á, nhỏ lẻ sử dụng tất cả cái lượng tiền mình có, tiền đi vay ở những cái vùng đỉnh thị trường. Bởi vì vùng đỉnh thị trường là gì? Là thời điểm đó thị trường nó tăng tốc rất là mạnh, và mọi người vào thị trường với cái tâm thế là gì? Mua đâu thắng đó, mua đâu thắng đó. Thêm cái vấn đề nữa là các câu chuyện ở vùng đỉnh ấy, nó vẽ ra cực kỳ hay, khiến cho anh chị quên mất đi rủi ro và sử dụng margin vô tội vạ. Và khi sử dụng như vậy, chuyện gì xảy ra? Cứ mỗi lần mà các công ty chứng khoán căng margin thì đúng là thị trường nó sẽ gãy. Và nói thật với quý anh chị nào, ở đây mà thị trường nó gãy một nhịp như vậy nè, anh chị mất cả vốn lần lãi, nhớ nhá, mất cả vốn lần lãi. Đây là cái kinh nghiệm mà em đã trải qua rất nhiều trên thị trường rồi, và chắc ở đây cũng có rất nhiều quý anh chị đồng hành cùng với hệ thống, cũng như là trải qua rất nhiều những cái yếu tố đó. Thắng 10 trận, thắng 9 trận ở trong một cái trend, chỉ cần thua một trận ở đây là hòa vốn hoặc lỗ ngược lại luôn. Đấy,
lỗ ngược lại luôn. Nên cái vấn đề của chúng ta không phải là ba chữ cái, vấn đề không phải là bán, vấn đề không phải là kia, mà là gì, mà là sử dụng vốn và sử dụng margin như thế nào để chúng ta không bị loại khỏi cuộc chơi đấy. Nó có một cái điều rất là ngẫu nhiên như này, ở đây là các công ty chứng khoán sẽ báo là full mọi margin, ở đây là các công ty chứng khoán sẽ báo là gì, full hết margin, ở trên đây thì gần như là gì, các kho là full luôn, các kho là full luôn, các kho trên thị trường là full hết đấy. Nó mới tạo ra những cái cú đổ gãy như vậy, anh chị có hình dung không? Và khi cái margin nó đổ gãy như vậy, anh chị mất tiền rất là nhanh. Nên là khi mà đầu tư trên thị trường, mọi người phải gì, phải kiểm soát cái vấn đề sử dụng vốn mình cho nó phù hợp đấy. Và ví dụ như là anh chị em mà theo hệ thống em sẽ hướng dẫn cho quý anh chị theo theo quản trị cực kỳ tốt cái lượng margin này, để giúp cho anh chị có cái góc nhìn rất là thanh thản trên thị trường. Ví dụ như hôm nay em nói thật, nếu mà không bán margin ra mà anh chị full margin như mấy bữa trước căng cứng ấy, thì mọi người có bị áp lực không? Áp lực cực kỳ lớn. Mà áp lực như thế này nè, nếu thị trường nó chỉnh một phiên nó lên thì không sao, nhưng thị trường nó chỉnh khoảng 3 phiên như ở những cái vùng trước này thì mọi người làm sao? Mọi người bán ở bên hết, áp lực lắm anh chị. Những cái vùng này là call margin nha cả nhà, em nhớ hồi xưa những cái vùng này là call margin nè, những cái vùng này là bao call margin luôn nè đấy, áp lực lắm. Lúc đó thì mọi người giống như là call margin thì cháy cháy túi rồi đấy. Nên là trong một cái thị trường uptrend á, không phải ai cũng kiếm được tiền, mà chỉ có những cái nhà đầu tư nào thành thạo cái vấn đề sử dụng tiền, sử dụng vốn thì người ta mới có khả năng để kiếm được rất là nhiều tiền. Vậy thì chiến lược trong cái bối cảnh thời điểm hiện tại thì anh chị nhớ thật là kỹ giúp em, sau khi đã bán cái lượng margin ra và mình xác định được thị trường này nó có một cái phiên mở biên rồi, thì bắt buộc là gì, bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng lại margin sau khi thị trường chung này kết thúc một cái nhịp điều chỉnh. Và cái dấu hiệu để nhận diện cái thị trường này kết thúc một cái nhịp điều chỉnh, nó có hai cái dấu hiệu. Thứ nhất, sẽ có những cái cổ phiếu leader nó đi lên trước, nó kéo cái thị trường này đi lên. Cái yếu tố thứ hai đó chính là cái việc mà tích cung tích cầu của thị trường như này, có nghĩa là ví dụ như ở đây mà thị trường nó bị kẹt về thanh khoản này, sau đây là phiên mở biên rơi này, sáng rơi chiều rút chân này, nhiều người đu vào nhưng mà không đúng, phải test lại thì khối lượng thì chúng ta biết là gì, sớm muộn gì nó kéo ở đây. Và nếu mà có những cái cổ phiếu leader nó kéo trước đó, thì chúng ta biết được là gì, đây sẽ là nhịp tăng mới của chúng ta. Còn thời điểm hiện tại nó mới chỉ là bắt đầu thôi, nên là mọi người cũng cũng chưa có phải gì phải vội vàng đâu cả nhà. Bán trên thị trường này không gì vội vàng. Và lý do tại sao hôm nay em lại cho quý anh chị chốt cái lãi mà xin ra, bởi vì một cái yếu tố đơn giản thôi, em nhìn thấy được các dấu hiệu của thị trường chung sẽ xảy ra điều chỉnh. Bây giờ em sẽ đi phân tích các dòng các ngành để mọi người hình dung được các dấu hiệu nó điều chỉnh nó là cái gì, và sau này nha, sau này anh chị sẽ ứng dụng hoàn toàn được trên thị trường luôn. Bởi vì á, nếu mà mọi người đấy, anh chị em nào mà theo em từ cái chu kỳ 2020 tới giờ, mọi người có thể comment có phải là mỗi khi ông Tàng Vlog bán margin ra thì gần như là thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh không? Nó không phải là ngẫu nhiên đâu cả nhà, nó không phải là cảm tính, nó đều là cái hệ thống đấy. Ngay cả hệ thống học viên của em cũng dạy cho quý anh chị bốn cái tiêu chí nhận diện thị trường chung điều chỉnh. Nếu nó có một trong bốn cái dấu hiệu đó thì bắt đầu là gì, xem xét từ 2 đến 3 dấu hiệu thì bắt đầu chúng ta gì, chốt cái lãi margin ra. Còn cái vấn đề á, trong cái chiến lược ngắn hạn đó chính là margin, còn chiến lược về chung và dài hạn đó chính là ăn những cái chu kỳ lớn đó, thì chúng ta tuyệt đối không bán rớt hàng với những cái vị thế tuyệt vời phía dưới này, tuyệt vời phía dưới này. Em lấy ví dụ cho anh chị về dòng chứng khoán này, dòng chứng khoán thì hôm nay có ai rớt hàng không? Như như em là em không rớt, đơn giản như vậy thôi. Ví dụ SSI này, vị thế phía dưới này bán gì ở trên đây, em phân tích cho anh chị về cái dòng ngành để mọi người hình dung này. Với những cái cổ phiếu như dòng chứng khoán đi, nó là những cái cổ phiếu ổn nhất, và gần như là nó điều chỉnh như vậy thì sao, thì nó sẽ là những cái tác nhân nó kéo thị trường uptrend trở lại trong cái giai đoạn tiếp theo. Có thể là nếu sau nhịp chỉnh này cái dòng này nó sẽ chạy những lúc anh chị, bởi vì sao, bởi vì nó bán trong một khối lượng đấy. VND hôm qua nói sao cả nhà, hôm qua em nói với anh chị rồi, rất nhiều anh chị hỏi mua nhưng em chỉ nói một câu thôi, cổ phiếu này vượt đỉnh không thành công thì nó sẽ test lại ở đây là nó bắt đầu rơi lại này, nó test này đấy, khi nào nó test xong xuôi thì chúng ta có quyền giải ngân, đúng không? Chứ vội vàng làm cái gì đối với một cái thị trường này. Mà mọi người nhớ cho em một cái câu khẩu quyết của ông Tàng Vlog, thị trường điều chỉnh siêu cổ phiếu xuất hiện. Cái câu khẩu quyết này không phải là em ngồi em chém gió với quý anh chị, mà em đã chứng minh nó trong rất nhiều những cái chu kỳ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì sau những cái nhịp điều chỉnh của thị trường thì gần như là gì, 90 những cái cổ 90% những cái cổ phiếu mạnh nhất nó mới đánh, chứ không phải tự nhiên nó đánh đâu cả nhà. Đấy, nên là mọi người cũng phải lưu ý với em cái đó, khi mà chúng ta bán bình yên trong tâm hồn chờ đợi những cơ hội lớn đấy, và chúng ta biết lúc nào nên thoái lui, lúc nào nên tấn công, nên tỏ tấn công. Còn hiện tại với một cái phương pháp đang nắm giữ, ví dụ hệ thống của chúng ta thì sao, thì vẫn giữ nguyên cái những cái vị thế phía dưới, ví dụ như là những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này, mua những cái vị thế này, còn không nói nhiều,
AGR này, ví dụ những cái vị thế này có bán không? Câu trả lời là không. Chúng ta chấp cái sự điều chỉnh của thị trường, chấp luôn. Chấp này có nghĩa là gì? Là vị thế chúng ta quá tốt rồi. Bây giờ cái bài toán của chúng ta làm sao sử dụng margin để tối ưu hóa lợi nhuận thôi. Những cái cổ phiếu này, cái vị thế này nó có thua được không cả nhà? Không thua. Vậy thì nếu mà nó có điều chỉnh xuống, nó tạo ra một cái mẫu hình tích lũy ở đây, thì đây sẽ là cơ hội cho anh chị đánh margin vào. Thì lúc đó gọi là gì? Lãi kép. Lúc đó gọi là gì? Gọi là tối ưu hóa cái lượng margin. Lúc đó anh chị sẽ an tâm trong tâm hồn, bình yên trong tâm hồn. Và mọi người nhớ là khi anh chị sử dụng margin, đó chính là cái tiền anh chị đi vay công ty chứng khoán, mọi người bắt buộc phải trả lại. Nhớ nha, một cái lượng tiền mà phải đi vay mà phải trả lại, mà anh chị mua margin mà còn lỗ nữa thì lúc đó đừng có sử dụng margin làm gì. Do đó nguyên tắc sử dụng margin duy nhất của hệ thống Ông Toàn Vlog có hai cái vấn đề. Một, đó chính là chân của một cái con sóng ngành, giống như cái cách mà em đánh full margin ở trong cái giai đoạn 4 tháng trước đánh vào dòng chứng khoán. Cái yếu tố thứ hai, chúng ta chỉ sử dụng margin sau khi thị trường chung điều chỉnh xong, nhớ chưa? Sau khi thị trường chung điều chỉnh xong, và chúng ta sẽ sử dụng gì, các dấu hiệu nhận diện các thị trường chung điều chỉnh xong đó để chúng ta giải ngân vào margin một cách an toàn. Thì lúc đó mọi người sẽ không sợ là gì, không sợ là mình đi vay mà còn phải thua lỗ nữa đấy. Đi vay đi đi mượn tiền để kiếm nhiều tiền trên thị trường mà còn lỗ nữa thôi chứ đi vay làm cái gì, đúng không? Nhưng mà đa phần nhỏ lẻ là gì, nhà đầu tư cá nhân là kỳ vọng vào cái việc là mình đúng kỳ vọng vào thị trường đang lên nên là đi vay, chứ chả biết là mình đi vay với mục đích gì đâu anh chị. Thấy cơ hội là lòng tham trỗi dậy, nên là chúng ta phải kiểm soát tốt cái vấn đề đó anh chị nhá. Đấy, ví dụ CTS này có bán hay không? Không, cứ ôm đấy. Những cổ phiếu chứng khoán không? Cứ ôm này. Những điểm mua phía dưới này, điểm mua trên đây kệ nó, chấp nhận mặc dù mua hơi cao nha anh chị. Ví dụ như FTS là hôm nay này, những cái điểm mua phía dưới này thì làm gì? Ôm không sao á. Đấy, HCM này, những điểm mua phía dưới này thì làm gì? Ôm. MBS, những điểm mua phía dưới này thì làm gì? Ôm. Đấy, những cái điểm mua trên này thì sao? Thì vẫn giữ được, không vấn đề gì hết. Bởi vì những cái cổ phiếu mà nằm trong ngành leader, anh chị sẽ có một cái lợi thế khi mà anh chị đánh cái ngành leader. Cái lợi thế của nhà đầu tư đó chính là cái ngành này này, nó có một cái lượng tiền rất to ở trong đây mà tổ chức người ta kịp hàng ở đây rồi. Tổ chức là những cái nhà đầu tư là gì? Tiền rất là nhiều, người ta gom phía dưới này. Rồi người ta bỏ tiền ra, người ta đẩy giá ở đây này. Thì lúc đó cả cái cổ phiếu này tràn ngập mùi tiền của tổ chức, và khi cổ phiếu nó tràn ngập mùi tiền của tổ chức ấy, thì khi thị trường chung rơi này, tổ chức nó sẽ lấy cái dòng này ra đỡ giá. Nên là trong giai đoạn sắp tới anh chị phải chú ý cái dòng chứng khoán cực kỳ, là đó là lý do tại sao em chọn trong vòng cái chu kỳ này là cái dòng chứng khoán để quý anh chị đánh một cách an nhàn nhất. Đơn giản là gì? Đơn giản là nếu thị trường chỉnh thì những cái cổ phiếu này nó sẽ là những cái thang kéo đầu tiên, nên là chúng ta an tâm. Ví dụ SHS này, khối lượng to quá, 17 triệu cổ phiếu, nó còn thua hồi xưa nữa. Đấy, không vấn đề gì. Nếu ngày mai nó rủ thêm phiên nữa thì sao, thì kệ nó, cơ hội nó lớn nó xảy ra. Vì thế dưới đây thì làm gì anh chị, thì ngồi mà nhìn nó diễn thôi đấy. Và em khẳng định với quý anh chị nè, trong một cái thị trường uptrend á, thị trường nào uptrend chưa, nếu mà anh chị xác định được giúp em đây là thị trường uptrend á, thì mọi người phải nghe em nói, trong một cái thị trường uptrend không bao giờ thị trường tạo một đỉnh, lúc nào nó sẽ tạo từ 2 đến 3 đỉnh, thậm chí là 5 đỉnh 7 đỉnh, đúng không? Và trong cái xung lực đánh như thế này này cả nhà, xung lực đánh của thị trường này thì em khẳng định với quý anh chị luôn, đỉnh sau nó sẽ cao hơn đỉnh trước. Có nghĩa là thị trường này nó sẽ về 1050 là chuyện bình thường, hoặc 1003 là bình thường. Dù nha, dù ở đây nó tạo đỉnh hay không em không biết, nhưng dù nó tạo đỉnh thì thị trường nó sẽ vẫn sẽ vượt đỉnh như thường thôi, bởi vì xung lực đánh của thị trường, bởi vì dòng tiền. Cái đó là cái quan trọng nhất để mọi người hình dung được là cơ hội nó đang mở ra cho quý anh chị, chứ không phải nó đang bị bóp nghẹt. Đấy, mọi người nhớ, không có thị trường nào một đỉnh nó rơi đâu. Thông thị trường là một đỉnh, ví dụ đây nè, mọi người đếm đỉnh nó mỏi tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đỉnh, 7 cái đỉnh, nhớ, thị trường nào hai đỉnh nè, đỉnh 1, đỉnh 2, với xung lực đánh lớn thì đỉnh sau nó sẽ cao hơn đỉnh trước nè, thị trường nào là hai đỉnh nè, đỉnh 1, đỉnh 2 nè, đấy mọi người lưu ý, lúc nào nó cũng sẽ có quay lại test đỉnh, mọi người đừng có sợ. Ví dụ ở đây nè, đỉnh 1 nè, hồi lên nè, test cả đi lên luôn. Đấy, ở đây quan điểm của em nó chỉ là những cái nhịp điều chỉnh thông thường thôi, nó không phải là đỉnh đâu, nên là dù nó có là đỉnh đi chăng nữa mọi người cũng không sợ, bởi vì cái xung lực đánh này thị trường nếu mà nó tạo đỉnh thì nó sẽ tạo ra hai đỉnh hướng lên, hai đỉnh nó cao, đỉnh sau cao, đỉnh trước là bình thường, nên là cơ hội chúng ta rất là nhiều. Ví dụ SHF nè, những cổ phiếu này sẽ là những cái cổ phiếu ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo. VCI nè, VCI là có ai bán không, ai bán đây cả nhà, những cái nhà đầu tư sợ hãi bán thôi chứ ai mà bán. Phân phối khối lượng này bán cho ai cả nhà? Phân phối khối lượng này bán cho ai?
chả bán cho ai cả. Đây là blockchain, đừng có sợ, cơ hội cho anh chị đấy. Tiếp theo là ngành thép này. Ngành thép thì hôm qua em phân tích một bài rất là kỹ càng rồi, ngành này là nó bị phân kỳ trước thị trường và nó là một trong những cái ngành nó báo hiệu thị trường chung nó sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên là gì, tuy nhiên là trong cái ngành này thì em thấy là nó đã phát triển được cái xu hướng rồi, và cái việc mà nó điều chỉnh trước thị trường là điều tích cực. Ví dụ Hòa Phát điều chỉnh nào thì hôm nay nó là test đáy, nếu test thành công nó đi lên thì chúng ta vẫn có thể mua đấy. Thì thường giờ trong thị trường điều chỉnh, thằng nào chỉnh trước thằng nó lên trước thôi cả nhà. Ví dụ Hoa Sen này đang xu hướng tăng này, chỉnh nè, test là đáy này. Nếu mà anh chị nhìn chặt Phúc mọi người sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ Hoa Sen đây, chặt Phúc này cả nhà, hôm qua chỉnh nè, hôm nay hồi nè, à nhầm, hôm qua chỉnh, hôm qua hồi, hôm nay test là đáy đấy, có thể là nó test thêm một hai phiên ở trước khi nó cắt nó đánh. Đó là cơ hội cho quý anh chị, đừng có sợ đấy. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu này sao nó chưa sẵn sàng để đánh. Vậy thì sau những cái nhịp rũ này, nếu nó kịp với khối lượng được nó đi lên lại thì chúng ta sẽ đánh mạnh vào cái dòng thép trong nhịp tiếp theo. Đấy, cơ hội nhiều lắm. TLH nè, Nam Kim nè, rũ dao động lớn, rũ. Mọi người nhớ này, vì sao á, trong các video trước đây, cách đây hai video á, một đến hai video gần nhất em nói với quý anh chị là dòng thép là cái dòng chưa sẵn sàng. Vậy thì có một cái nguyên lý như này trong một uptrend, mọi người nhớ kỹ với em nè, nhớ thật là kỹ. Đấy, nếu mà mọi người muốn nghe hoặc là thấy hay, mọi người nhớ hai video. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em và comment giúp em chữ hay để chúng ta sẽ chia sẻ nhau một cái kinh nghiệm gọi là sống còn trên cái thị trường uptrend này. Đối với một cái thị trường uptrend thì những cái cổ phiếu nào vừa mới lên hoặc đã đi lên nó sẽ tiếp tục lên, còn những cái cổ phiếu nào chưa sẵn sàng đi lên và lượng cung nó trào ra thì bắt buộc nó sẽ rủ. Nhớ nha, nó sẽ rủ trong một uptrend chứ nó không có đánh lên đâu. Mọi người sẽ ảo tưởng cái việc mà nếu nó đi trên đây, ở đây nó sẽ bùng nổ đi lên, không đúng anh chị. Ở đây chúng ta xác định được lượng cung nó bắt đầu trào ra. Vậy thì khi mà lượng cung nó trào ra mà cổ phiếu nó không đặt, nghĩa là gì? Nghĩa là cổ phiếu này cần rủ. Nên mọi người nhớ nha, một cái cổ phiếu chưa sẵn sàng đánh trong một cái thị trường uptrend nó sẽ có rủ. Sau rủ chúng ta chơi. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải nhận diện được cái vấn đề đó. Ví dụ như VGS này, ở đây em kêu với quý anh chị là gì? Những cái cổ phiếu này chưa sẵn sàng để đi lên. Mà chưa sẵn sàng nghĩa là gì? Nghĩa là nó tích lũy, mà nó tích lũy thì nó sẽ rủ. Mọi người nhớ. Không có chuyện mà tích lũy đi ngang như vậy nó lên liền đâu. Không có đâu cả nhà. Mọi người không tin, mọi người kiểm chứng lại các chu kỳ trước có con nào đang tích lũy ngon lành đi lên mà không rủ không? Khó lắm. Nó giống như TCM hồi xưa này. Hồi xưa em đánh con nào phải cắt lỗ cũng nhọc nhằn lắm anh chị. Hồi xưa ba nền tảng giá, hồi xưa lấy được vợ là nhiều, nhờ phím ngon à. Đấy, mọi người nhìn nè, cái điểm mua này, điểm xác nhận này, nó không có rủ, mặc dù nó kỳ cung nhưng nó không có rủ. Vậy thì nó có lên được hay không? Câu trả lời là không, không lên được, mà nó sẽ rủ, rủ xong nó mới lên, nhớ nha, rủ xong nó mới lên. Và đây chính là cái công thức của một cái thị trường uptrend mà các cổ phiếu nó tích lũy. Có nghĩa là trong một cái thị trường uptrend mà các cổ phiếu tích lũy thì nó sẽ rủ trước khi lên, và nó sẽ lợi dụng điều kiện thị trường chung để rủ trước khi lên. Nhớ giúp em cái công thức đó. Còn trong một cái thị trường uptrend, một cái cổ phiếu gì đã rủ xong rồi, đã đi lên rồi thì nó sẽ chấp thị trường chỉnh. Lấy một cái ví dụ mà em tặng quý chị trên kênh YouTube VCG. Mọi người comment giúp em, anh chị nào mà được nhập cái món quà VCG trên kênh YouTube Ông Tài Vlog có thể comment phía dưới ở cái điểm này, điểm mua này. Với một cái công thức đơn giản là gì anh chị? Cổ phiếu này nó đã đi lên, nó rủ bỏ rồi thì đi lên. Nó đi lên xong rồi thì nó sẽ chấp luôn cái việc thị trường chung điều chỉnh. Và lúc đó thị trường chỉnh thật anh chị. VN Index lúc đó sợ chỉnh đó. Rất nhiều nhà đầu tư hô hào lắp ráp đây này. Hô hào lắp ráp đây và nó chỉnh thật. Nhưng mà bản quan điểm của em là gì? Lúc đó là gì? Em tặng quý anh chị cái cổ phiếu này bởi vì nó đã đạt điều kiện đi lên. Và trong một cái uptrend, mọi người nhớ kỹ giúp em này, một cái cổ phiếu đạt điều kiện đi lên, nó đã đi lên thì nó không còn chỉnh được, không chỉnh nữa, và nó chấp thị trường chỉnh luôn. Có nghĩa là ở đây nó chấp thị trường chỉnh này cả nhà. Nó vẫn đi lên phà. Và tới thời điểm hiện tại, anh chị nào còn giữ VCG thì comment phía dưới cái. Comment là gì? Tôi để làm gì? Để chúng ta cùng nhau biết là chúng ta cùng đồng hành với cổ phiếu VCG. Đấy, nó là một trong những, nó là cái cổ phiếu duy nhất em phím hàng cho anh chị trong ngành đầu tư công. Đúng rồi nhỉ? Vì sao em chọn VCG trong ngành đầu tư công cho anh chị? Chắc là chị biết rất nhiều lý do rồi. Đấy, và cái cấu trúc của nó là cấu trúc gì? Chạy nước rút, chấp thị trường trung chỉnh. Đấy, lưu ý. Thì mọi người nhớ là trong cái giai đoạn này cũng tương tự như vậy. Trong cái giai đoạn hiện tại này sẽ có rất nhiều những cái cổ phiếu như thế này, nên là đó là cơ hội cho quý anh chị, đó là cơ hội đấy. Nên là mọi người phải nghe thật là kỹ nhá, nghe thật là kỹ để xem thử cái cơ hội nó là cái gì. Và đó là cái quan điểm của em trong một cái thị trường uptrend. Nhắc lại này, trong thị trường uptrend thì có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp
nó có thể đi lên một cách bất tử chốc thị trường chỉnh. Có nghĩa là cái trường hợp chính là cái cổ phiếu nào nó đã đạt đủ điều kiện rũ bỏ tính cung đầy cầu trước khi lên và nó đã xác nhận đi lên. Đây ví dụ cho anh chị này, DGW hồi xưa này, hồi xưa đánh con này rung lắm anh chị, đừng có đùa. Nhưng mà mình xác định được đây là uptrend nên mình mới dám đánh. Đây nè, hồi xưa nó tích lũy, nó thuộc về những cái cổ phiếu dẫn dắt thị trường nha, nó tích lũy nè. Mọi người thấy không, khi thị trường chung điều chỉnh cổ phiếu này rơi hai cái sàn, hai cái sàn nha, nhưng mà cổ phiếu này xác nhận đi lên, thì khi nó xác nhận đi lên đây nè thì nó sẽ chấp thị trường chỉnh luôn đấy. Và lúc đó thị trường sẽ như thế này nè cả nhà, thị trường sẽ như thế này nè. Lúc đó này chia sẻ thật với quý chị là 2020 đánh những cái dịp này cả thị trường hô phân phối, cả thị trường hô phân phối ở đây, và đúng thật thị trường này điều chỉnh một cái nhịp như này. Nhưng mà mọi người phải nhìn cho thật kỹ, có những cái cổ phiếu nó chấp thị trường chung chỉnh nó đi lên luôn đấy, ví dụ DGW hay những cái cổ phiếu như Long Hậu này, nó đạt đủ điều kiện và dòng tiền đã đi vào rồi, nó sẽ chấp được cái thị trường chung điều chỉnh đấy. Sau đó thị trường chung chỉnh này, cổ phiếu này nó có chỉnh giọt nào đâu, sợ là chỉ có nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ thôi, ai sợ. Và mình phải hiểu là hiện tại thị trường nó trong chu kỳ nào, nếu thị trường nó là uptrend đó chính là thời cơ của các dòng tiền thông minh để nó đẩy giá cổ phiếu. Vậy cổ phiếu nào bước vào pha đẩy giá thì nó sẽ chấp luôn cái việc thị trường chung chỉnh. Còn cái trường hợp thứ hai, một cái cổ phiếu mà nó chưa sẵn sàng cho cái quá trình đẩy giá, ví dụ như ngành thép em vừa mới chia sẻ nào chị, một vài cái cổ phiếu trong thép này khi mà nó chưa sẵn sàng cho cái quá trình đẩy giá mà em tư vấn cho anh chị vài phiên gần đây á, thì sao anh chị, thì nó chưa sẵn sàng thì kiểu gì nó chả rủ. Em vừa mới phân tích nguyên lý là chỉ có hai dạng cổ phiếu thôi, một là gì, một là chấp thị trường chung đi lên, chấp thị trường chung chỉnh mà nó vẫn đi lên. Hai là gì, hai là những cái thằng mà chưa sẵn sàng, có nghĩa là nó đang trong trạng thái tích lũy thì nó sẽ rủ. Bởi vì thị trường chung điều chỉnh là cái thời cơ thích hợp nhất để nó loại bỏ những cái nhà đầu tư đeo bám trong cái quá trình tích lũy của nó, mọi người nhớ. Và khi mà nó loại được những cái nhà đầu tư trong quá trình tích lũy thì nó sẽ lên rất là mạnh. Lấy ví dụ cho chị về cái cổ phiếu gì ta, cổ phiếu Liên Việt Bóc Banh đi, hồi xưa nha, Liên Việt Bóc Banh này. Đấy, cũng hay ý. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm này, mọi người thấy hay thì mọi người nhớ like video cho em nha. Đấy, ví dụ nè, ở đây nè, em chia sẻ anh chị nè, khi cái cổ phiếu này đang đi lên và nó tích lũy đi ngang, nó không sẵn sàng vào nhịp chạy này. Khi thị trường đi lên là mầm, cổ phiếu này chỉ có đi ngang thôi cả nhà. Không không sẵn sàng này thì sao? Không sẵn sàng thì lấy gì mà nó đánh? Thì không đánh thì sao? Thì nó sẽ lợi dụng điều kiện thị trường để rủ một cái rồi nó lên. Và khi nó lên thì nó không không có suy nghĩ được. Nó cứ vậy nó đi lên cho cả nhà. Nên là cái nhịp rủ nó rất là quan trọng. Nó gần như nó là tối quan trọng luôn mà anh chị cần phải đánh giá được. Và khi mà anh chị đánh giá được thì sao, thì mọi người sao sẽ tận dụng tốt được các lợi thế của anh chị em trên thị trường. Mọi người có thể nhìn trước được những cái nhịp điều chỉnh thông qua những cái cổ phiếu chưa sẵn sàng thôi ấy, đơn giản mà đúng không? Đấy, đó là ngành thép. Hai là ngành dầu khí. Ngành dầu khí em nói gì, hai video trước em nói gì, chưa sẵn sàng. Và khi một cái ngành mà chưa sẵn sàng đẩy giá thì chuyện gì xảy ra chị, thì mình đặt câu hỏi là đang trong giai đoạn nào. Giai đoạn nào cũng không quan trọng, chỉ là cái cổ phiếu đó chưa sẵn sàng thì chắc chắn nó sẽ điều chỉnh trước khi lên. Điều chỉnh khối lượng này thì ai bán, nhỏ lẻ bán nha. Vậy thì ở đây nó rủ nha, rủ xong xuôi nó sẽ vào nhịp bán chính PVS, gần như bán không khối lượng nào chị, bán không khối lượng này, đỉnh 1, đỉnh 2, đỉnh 3, đỉnh 4 này. Đấy, ví dụ như là hôm qua là em cho quý anh chị gì, hôm qua là em cho quý anh chị gì bán cơ cấu danh mục những cái cổ phiếu như PVS đi. Bởi vì sao? Vì nó chưa sẵn sàng, đơn giản vậy thôi. Và khi cơ cấu danh mục như vậy thì anh chị làm cái gì? Anh chị cầm tiền để chờ đợi những cái điểm mà cổ phiếu nó sẵn sàng xuất phát. Lúc đó anh chị múc một cái, cổ phiếu nó sẽ xuất phát ngay. Và khi cổ phiếu nó xuất phát ngay thì anh chị sẽ có lãi ngay. Và khi sử dụng margin mà có lãi ngay á, đó là vô địch. Nó thẳng vậy cho anh chị hiểu. Hiểu không cả nhà? Chứ còn mà anh chị sử dụng đánh all in full margin đây mà nó chỉnh cho 3 cây ở đây nè. Ở đây nó mới chỉnh nhẹ thôi, nó chỉnh cho khoảng 15% ở đây mọi người. Tránh cho khoảng margin nhỏ thì không sao, margin mà 37 là cháy, đúng không cả nhà? Đơn giản là sao, lúc đó là mất hết. Nên là cái vấn đề đánh margin mọi người phải cẩn thận, không phải thị trường uptrend là cứ lao đầu vào mua 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 không đúng. Nó đối với cái việc mà tiền thật đó, chúng ta không nói, đối với margin thì anh chị phải quản trị cho nó tốt. Và những cái cổ phiếu chưa sẵn sàng lên thì chúng ta phải chờ đợi thêm đấy. Ví dụ như đây nó đang trong nhịp chỉnh, trong nhịp chỉnh thì mọi người tuyệt đối không có rớ tay vào, đến khi nào nó kịp về khối lượng, nó xong xuôi, nó đầy đủ hết rồi. Giống cái cách mà em phân tích thị trường sau khi mở biên rơi, mở biên rơi là thị trường kích hoạt nhịp điều chỉnh. Vậy thì sau nhịp điều chỉnh nó phải test cung test cầu đầy đủ trước khi lên, nhớ chưa? Còn những cái cổ phiếu nào đang lên nó sẽ tiếp tục lên đấy. Trong cái video ngày mai, hôm nay thì chúng ta thấy được thị trường nó xác nhận điều chỉnh. Vậy thì ngày mai
Khi thị trường phục hồi hoặc là thị trường nó sẽ diễn biến tiếp, em sẽ chỉ cho anh chị những cái góc nhìn về những cái cổ phiếu nó có khả năng tăng luôn trong cái đoạn này mà trước thị trường điều chung điều chỉnh. Nên là gì? Nên là nếu mà anh chị có thích đó, thì mọi người có thể tham gia vào cái room cộng đồng ông Tàng Vlog dưới phần mô tả. Cái room đó như là chỉ còn đâu đó khoảng 10 người nữa là full room anh chị. Nên là mọi người có nhu cầu thì tham gia mới vào. Đấy. Để em gọi điện cho bạn trợ lý. Em kêu là mở thêm một cái room nữa cho mọi người vào, em chia sẻ tư duy cho. Đấy. Đợi em chút nha. Mở room cộng đồng mới. Đấy. Rồi chuẩn bị có room cộng đồng mới, anh chị vào room cộng đồng mới nhé. Đừng vào room cộng đồng cũ, nó đông rồi. Ví dụ như hôm nay trên room cộng đồng em chia sẻ cho nhà đầu tư vào lúc buổi buổi trưa đúng không? Lúc thị trường đang tăng á, em chia sẻ về góc nhìn là chúng ta cần phải làm gì, phân tích rất chi tiết về các dạng cổ phiếu để cho mọi người có cái góc nhìn hình dung về cái việc mà thị trường của chúng ta nó rất dễ xảy ra những cái cú điều chỉnh đúng không, và lúc đó mọi người sẽ có được bình yên trong tâm hồn. Đấy, bình yên trong tâm hồn nó quan trọng lắm cả nhà. Hồi xưa nha, chia sẻ thật với quý anh chị nè, hồi xưa cái thị trường mà năm 2020 á, nó không phải như thị trường điều chỉnh khoảng 0,4% như hiện tại đâu. Thị trường nó điều chỉnh như thế này nè. Em nhớ là thời điểm đó là gần Tết, khi mà em đang đi đá giải, thời đó còn làm nhà đầu tư, đang đi đá giải gì, đá giải giải gì mừng đảng mừng xuân gì đấy của cơ quan á, thì bắt đầu gì, trời ơi anh em like it on sòm. Đơn giản vì sao? Vì ai cũng full margin, đánh full margin. Có những cái nhà đầu tư gọi điện hỏi em là ủa anh ơi, thị trường rơi như vậy cổ phiếu nó có về về không hay không? Có nghĩa là những cái nhà đầu tư F0 đó cả nhà, người ta không có nhiều kiến thức mà người ta đánh full machine có bao nhiêu tiền đánh hết, nhưng mà khi mà thị trường nó rơi quá nhanh quá mạnh á, thì người ta nghĩ là cái cổ phiếu này nó sẽ về không, và lúc đó cái độ bi quan trên thị trường nó gọi là gì, nó cực kỳ trào dâng. Em lấy ví dụ cho anh chị nè, mọi người nhìn cái phiên giao dịch nè, nó giảm 6,7% chỉ số VN Index, đồng nghĩa với cái việc mà tất cả các cổ phiếu trên sàn nó giảm từ 6,7% đúng không, thì mọi người nghĩ coi bi quan không, nó trắng bên mua hết, bi quan lắm. Nên là cái lúc đó mọi người sẽ thấy là cái việc đi vốn nó cực kỳ ghê gớm, chứ không phải giống như bây giờ nó điều chỉnh nhỏ đâu cả nhà, không phải đâu. Đấy, rồi em vừa mới phân tích cho quý anh chị về các dòng, về dòng chứng khoán, dòng thép, dòng dầu khí đúng không, vậy thì em sẽ đi phân tích cho quý anh chị về cái dòng ngân hàng. Cái dòng hôm qua em nói là nó sẽ cưng cái thị trường này, tuy nhiên là gì? Em cũng chia sẻ thật với quý anh chị luôn, dòng ngân hàng nó lên, nhưng mà gần như em nói rồi, nó không thể nào kích hoạt một chu kỳ được, mà nó chỉ là một cái nhịp tăng, gọi là tăng kéo chỉ số thôi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái chu kỳ này của dòng ngân hàng nó không thể tăng mạnh. Đấy, và rất nhiều những cái cổ phiếu ví dụ CTG này, BD này, nó giữ cho cái chỉ số này nó tăng nhịp. Đấy, chứ nó không gì, không tạo ra những cái mức độ đột biến được. Nó không giống như những cái chu kỳ năm 2020, 2021, khi mà những cái cổ phiếu dòng banh, ví dụ như thời điểm nó CTG này, nó tạo ra một cái con sóng thực sự. Và khi cổ phiếu CTG nó tạo ra những cái con sóng thực sự như thế này này, thì nó sẽ kéo chỉ số lên bất diệt luôn. Nó khác hoàn toàn với thời điểm hiện tại. Nên là mọi người khi đánh trong thị trường này cũng phải lưu ý là gì, là banh nó chỉ thuộc dạng dạng là gì, giữ tốt cái chỉ số thôi. Ví dụ STB rất nhiều người đu không đúng, cổ phiếu là có phân kỳ, có xác nhận rơi, và sau khi xác nhận rơi như thế này nè, chúng ta cần nó một giai đoạn tái tích lũy trở lại, đừng có vội tham gia. Khi nào nó tích lũy xong chúng ta chơi, còn chưa tích lũy xong thì sao, thì nhường cho người khác đi. Đấy, mọi người nhớ giúp em một cái tư duy này, một cái cổ phiếu thực sự đi lên khi và chỉ khi nó tích lũy xong nó mới đi lên. Em lấy ví dụ cho anh chị này, ở những cái vùng đây là tích lũy xong khi nào, khi nó kịp với khối lượng thì nó đi lên đúng không, sau khi đi lên này nó rủ này thì nó kịp khối lượng nó đi lên tiếp. Vậy thì anh chị có sự lựa chọn nha, mọi người là những cái nhà đầu tư cầm tiền trên thị trường, anh chị lựa chọn thì mọi người có lựa chọn chân sóng hay không, hay là mọi người lựa chọn những cái thời điểm để lao đầu vào đu những cái vùng này, đu những cái vùng này dù biết nó là lên, nhưng nếu được sự lựa chọn anh chị có mua ở đây hay không? Nếu mà anh chị nhìn thấy trước được tương lai mọi người có mua đây không? Câu trả lời là không, mà chúng ta tất cả mua đều ở đây, và anh chị sẽ nhìn thấy đó là quy luật vận động tự nhiên cho thị trường rồi. Cổ phiếu nó muốn đi lên nó phải tích lũy kịp với khối lượng đấy, vậy thì chúng ta cứ chờ đợi kịp khối lượng chúng ta mua đi, chứ vội vàng gì mà phải xông vào những cái vùng mà dao động lỏng khối lượng lớn như thế này. Công nhận không cả nhà? Mọi người công nhận thì mọi người cho em một like. Đấy, cho em một like. MB này không lên được, khó lắm, thị trường này dòng banh mà kêu mà nó kéo thì em nói thật với quý anh chị là không, không khó lắm cả nhà, khó cực kỳ. Nên là dòng banh nó chủ yếu nó là tích lũy và nó giữ nhịp cho thị trường thôi, nên là chị cũng phải lưu ý giúp em tránh FOMO cái dòng banh này.
Liên việc bóc băng là những cái thế này nó không thể lên, nó lưu ý không thể lên ở đây nè. Vì sao nó không thể lên, em chia sẻ thật với quý anh chị này, mọi người chỉ cần nhìn vào cái chu kỳ nó, anh chị mở đồ thì tổng ra mọi người thấy cái gì, giả sử đây là tích lũy, giả sử đây là tích lũy, mọi người nói cái cổ phiếu này đi lên thì đi lên nó phải phải tăng giá, phải gia tăng về khối lượng, như đây khối lượng nó càng ngày càng thấp thì mọi người mơ mà nó đi lên là cả nhà. Mọi người nhìn trước khi đi lên hồi xưa này, hồi xưa khi đi lên là cả nhà, hồi xưa đi lên đây là tích lũy này, thì nó đi lên như thế nào, nó bùng nổ về khối lượng đi lên, có con nào không bùng nổ khối lượng mà đi lên không, tất nhiên là không. Nên là chúng ta cần phải quan sát rất là kỹ, đó là những cái nguyên lý cơ bản nhất trên thị trường mà anh chị cần phải ứng dụng. Tiếp theo em sẽ đi phân tích cho quý anh chị cái dòng gì, dòng thủy sản. Ví dụ thủy sản qua em chia sẻ cho chị về những cái cổ phiếu như ANV, vì sao em kêu những cái cổ phiếu này được có mua, vì sao vậy cả nhà, dao động lắm, khối lượng lớn chưa sẵn sàng đi lên, và khi một cái thị trường, một cái cổ phiếu trong uptrend chưa sẵn sàng đi lên nó sẽ rủ rủ đấy, rủ xăm mua sợ gì đúng không. EDI hôm qua có ông nào hỏi nè, EDI nè, dao động lỏng khối lượng lớn này, bây giờ anh chị xông vào để làm gì, mua rẻ cũng chả làm gì, khi nào nó kịp khối lượng thì chúng ta chơi. Đây nè, đây kịp khối lượng nó lên nè, mọi người thích mua ở đây hay là thích mua ở những cái vùng trên đây đúng không, chúng ta đừng có cố gắng gì, cố gắng kiếm tiền trên thị trường, chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm một cái phương pháp trên thị trường, anh chị lưu ý nhé. Ví dụ EDG hồi xưa này, mọi người cứ FOMO đua những vùng này để làm gì, trong khi mình biết được là gì, khi nó dao động lỏng khối lượng lớn nó sẽ rủ, sau khi rủ nó kỳ khối lượng, kỳ khối lượng tích cung tích cầu đầy đủ thì chúng ta múc bình yên trong tâm hồn đấy, bình yên trong tâm hồn cả nhà. Nên đó là lý do mà tại sao á, em thấy được cả cái thị trường này nó dao động lỏng khối lượng lớn thì chúng ta phải làm gì, phải rút bớt margin ra, bởi vì đa phần là chưa sẵn sàng, mà khi chưa sẵn sàng thì nó sẽ rủ, đó là gần như quy luật rồi cả nhà, chứ không phải là ngồi đoán bệnh đoán bạ, đoán cho vui, đúng thì lên khoe, sai thì sao, khoe thì giấu, sai thì giấu đâu, không phải. Em là dựa vào những cái dấu hiệu rõ ràng đàng hoàng, lưu ý, và em chứng minh cho quý anh chị, em chứng minh cho quý anh chị những cái vấn đề như vậy. Tiếp theo là dòng đầu tư công này, dòng này thì có một cái rất là hay, đó chính là dòng này hệ thống ông Tài Vlog không đánh, nhưng anh nhầm có đánh, nhưng mà chỉ đánh duy nhất con VCG ở những cái vùng này đấy, lưu ý. Và mọi người sẽ thấy là gì, bởi vì sao em không đánh cái dòng đầu tư công này cả nhà, bởi vì em không thấy dòng này mạnh, nhớ em không thấy dòng này nó mạnh, đa phần các cổ phiếu nó nằm ở những cái trạng thái bắt buộc phải rủ trước khi lên, rồi là nó chưa sẵn sàng, ngay cả cái việc bùng nổ lên trên đây em vẫn không đánh giá cao đấy. Hay là những cái cổ phiếu như là FCN này, dao động lỏng khối lượng lớn chưa sẵn sàng đẩy giá thì chuyện gì xảy ra đúng không, rất nhiều những cổ phiếu như PLC này, dao động lỏng khối lượng lớn sao mà lên nổi đúng không. Nhìn tích lũy là anh chị phải đọc được hành vi của tổ chức, nó không phải là gom hàng đấy, anh chị nào mà đọc gom hàng thì em xin thua. LCG này, dao động lỏng khối lượng lớn đi đâu, không đi đâu được cái đâu cả cả nhà. C4G này, dao động lỏng khối lượng lớn thì chuyện gì xảy ra, chưa sẵn sàng thì nó sẽ rủ, nên là sau những cái nhịp rủ này là chúng ta sẽ bắt đầu quan sát lại cổ phiếu xem con nào nó kịp với thanh khoản, kịp cung thì bắt đầu nó sẽ vào trận bán chính của nó. Mọi người chú ý giúp em nhé, nhớ này, thị trường chung điều chỉnh siêu cổ phiếu xuất hiện, 90% các siêu cổ phiếu nó sẽ xuất hiện khi thị trường chung điều chỉnh, 90% chứ không phải là 50% đâu. Nên là đó là lý do tại sao anh chị em tạo ra được cái sự bình yên trong tâm hồn á, thì mọi người sẽ có một cái góc nhìn rất là gì, rất là siêu cổ phiếu. Giống như bây giờ này, sau khi hệ thống bán và sinh ra, bây giờ anh chị làm cái gì, ngồi rung đùi chờ siêu cổ phiếu xuất hiện đúng không, vậy thì có phải là cái bình yên trong tâm trí chưa. Hay nhưng mà nếu cái vị thế của chị là full margin ở ngay đầu cái nhịp chỉnh á, thì lúc này à, mọi người ngày nào cũng than khóc về cái tài khoản của mình, nó khác nhau lắm, nó khác nhau vị thế lắm. Nên cái người mà gì chỉ tập trung vào cái cổ phiếu mình đang lỗ không bao giờ kiếm được siêu cổ phiếu. Đó là lý do tại sao siêu cổ phiếu nó đánh khi mà mọi người đều không có bình yên trong tâm hồn đấy, khi mà mọi người đều lo sợ, mọi người đều sợ hãi thì siêu cổ phiếu nó mới đánh đúng không cả nhà, đúng hay rất đúng. Mọi người cảm ơn giúp em cái HV này, dao động lỏng khối lượng lớn đi đâu, không đi đâu được đấy. Tiếp theo phân tích cho quý anh chị về dòng bất động sản, cái dòng mà hôm qua em có phân tích rất là kỹ rồi, HDC. Điểm này không bán để làm cái gì, điểm này là xác nhận nó sẽ tái tích lũy, tái tích lũy là một cái quá trình kéo dài vài tuần đến vài tháng, thì anh chị ôm cổ phiếu để làm gì đấy. Nam Từ Liêm, dao động lỏng khối lượng lớn và phân tích rồi, nó có được bình yên trong tâm hồn không, có trở lên là khóc.
Và khi nó không bình yên trong tâm hồn thì chúng ta phải đợi nó rủ. Và anh chị nhớ là một cái quy luật rất đơn giản, một cái cổ phiếu trước khi lên nó phải rủ kịp về khối lượng nó mới lên. Nhớ kỹ chưa? Này, HPC trước khi lên hả anh chị? Cái hôm mà em tặng cho quý anh chị trên kênh YouTube cái điểm nổ này, mọi người nhớ cái ngày này này, mọi người thấy gì? Cổ phiếu đi lên rủ kịp về khối lượng này thì nó mới vào sóng được anh chị. Nhớ. Nhớ chưa? Đấy. Hay đấy, không đùa đâu. EGC là hệ thống vẫn ôm cổ phiếu này không bán để mua đây này. Cứ ôm thôi, không có sợ. 55 này, giao độc lập khối lượng lớn. Chưa có bình yên trong tâm hồn. DFG này, giao độc lập khối lượng lớn. Mọi người nhớ này, sau cái nhịp chỉnh này, DFG là một trong những cái cổ phiếu chúng ta phải quan tâm đặc biệt. Bởi vì sao? Nó rủ xuống mất kỳ khối lượng. Phan. Phan đây là múc anh chị. Long Điền này. Dòng bất động sản là cái dòng hôm nay nó ảnh hưởng chỉ số rất là nhiều ạ. Ví dụ như hôm nay có cổ phiếu DG này, mặc dù hệ thống là ôm những cái điểm phía dưới này, có bán không? Không bán. Nhưng mà ở đây là em biết là gì? Em biết là những cái yếu tố này nó bị phân kỳ. Và khi yếu tố khối lượng tăng rất là mạnh mà cổ phiếu không tăng như vậy này, thì gần như nó không có sự bình yên trong tâm hồn và kiểu gì thì kiểu nó sẽ xảy ra cú rủ. Và khi mà nó rủ thì chúng ta làm gì? Chúng ta lao đầu vào, đúng không? Sau khi rủ xong chúng ta chơi, đừng có sợ gì hết chị. Nên cái vấn đề khi mọi người đang ôm tiền, mình phải thật phân tích thật là kỹ để chọn một cái cơ hội thật là tuyệt vời, đặc biệt là đối với những anh chị muốn sử dụng margin là phải cẩn thận đấy. DBG là lên rồi, dao động lặng khối lượng lớn không lên được đâu đấy, nó phải gì tái tích lũy. Tuy nhiên là dòng bất động sản thì em nghĩ là nó sẽ tốn thời gian, có một vài cái cổ phiếu đi lên thôi, như KDH là đi lên rồi nè cả nhà. KDH đi lên có nghĩa là thị trường này là nó chỉ là điều chỉnh thông thường thôi, tách cung tách cầu lại lại full margin nữa mà lo đắp gì. Novaland này, những cổ phiếu khối lượng lớn như vậy em không tin tưởng. PDR tương tự như vậy, không tăng, thị trường tăng, không tăng, thị trường nổ lên, cổ phiếu dao động lớn, khối lượng lớn phía trên, nó sẽ rủ mạnh. Lưu ý. Đó là vài cái quan điểm của em về cái thị trường chứng khoán thời điểm tại, thì em nhắc lại cái quan điểm cho quý anh chị này. Đó là gì? Đầu tiên á, thị trường này là có yếu tố mở biên rơi. Và khi mở biên rơi như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cái chiến lược là gì? Tích cung tích cầu đầy đủ của cổ phiếu và thị trường trước khi mà chúng ta all in full margin trở lại đối với thị trường. Và mọi người nhớ giúp em một cái quy luật, có hai cái dạng cổ phiếu nó có thể đi trong giai đoạn này mà anh chị giải ngân. Cái dạng cổ phiếu thứ nhất, nó đã rủ và sẵn sàng chờ đợi một nhịp đánh. Đấy, ví dụ như ông TZ là bữa em lấy cái cổ phiếu này làm gọi là kim chỉ nam cho toàn bộ hệ thống luôn. Khi mà thị trường chung nó đi ngang như vậy, nó rủ một cái này, thì em nói là gì? Cổ phiếu này rủ rồi nó đi lên thì anh chị múc vô, đúng không cả nhà? Đấy, em tặng quý chị điểm này, có nghĩa nó đã sẵn sàng đi lên. Đó là trường hợp thứ nhất, anh chị có thể mua cổ phiếu và chấp cổ phiếu có thể điều chỉnh, chấp luôn kệ nó. Cái trường hợp thứ hai đó chính là gì anh chị? Mọi người phải chờ, chờ yếu tố thị trường tích cung tích cầu xong xuôi, nó xuất hiện siêu cổ phiếu, anh chị phàn vô, đừng có sợ. Và anh chị em nhớ, vào tuần sau em sẽ tổ chức một cái khóa học về đọc vị dòng tiền thông minh, trong đó có một cái buổi rất là quan trọng, đó chính là các dấu hiệu của thị trường chung điều chỉnh, để mọi người nhìn và mọi người ứng dụng. Đó, em phân tích rất kỹ càng chi tiết hành vi của tổ chức để dẫn đến cái tình trạng thị trường chung điều chỉnh. Nên là mọi người nếu có nhu cầu tham gia khóa học đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bạn trợ lý. Bạn trợ lý sẽ hướng dẫn cho quý anh chị tham gia học. Và trong cái khóa học thì cái quan trọng nhất đó chính là cái room Zalo về đồng hành đối với học viên. Ví dụ như là hôm nay em đồng hành, em phân tích các cổ phiếu trong room cho quý anh chị học viên, và cũng như giúp anh chị cơ cấu danh mục. Mọi người hình dung đấy, khi mà chúng ta có một cái kế hoạch sẵn sàng trước khi mua, trước khi bán và phân tích đầy đủ trước khi mình làm cái gì đó trên thị trường, nó mới là bình yên trong tâm hồn. Rồi, em xin chào tạm biệt. Mọi người có nhu cầu thì tham gia vào room cộng đồng Ông Toàn Vlog dưới cái phần mô tả. Chúc anh chị một cái tuần giao dịch thật là hiệu quả, và nhớ những cái điểm nhấn mà em trao cho quý anh chị trong video ngày hôm nay. Em xin chào tạm biệt.